Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen M của Nga? Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 9 cho biết tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen M đã phóng tên lửa trong môi trường khắc nghiệt ở Bắc Cực, động thái diễn ra trong khuôn khổ của tập trận quân sự nhằm kiểm tra tính sẵn sàng của quân đội tại khu vực này. Cuộc tập trận bắn đạn thật sử dụng các tên lửa chống hạm Granite và Onyx đã được tiến hành tại khu vực xung quanh bán đảo Chukotka ở phía đông bắc của Nga, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận có sự tham gia của một số lượng lớn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó có tàu ngầm Novosibirsk thuộc lớp Yasem. Tàu ngầm này đã di chuyển xuống dưới lớp băng trước khi nổi lên ở biển Chukotka và phóng tên lửa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu Novosibirsk và các tàu ngầm khác đã nhắm bắn thành công vào các mục tiêu mô phỏng tàu chiến của đối phương từ khoảng cách hơn 400 km. Cuộc thử nghiệm là một phần của cuộc tập trận UMKA 2022 tại Bắc Cực do quân đội Nga và Hiệp hội Điện lý Nga RGO phối hợp thực hiện. Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Nikolai Yevmenov đã chỉ đạo cuộc tập trận từ tàu do thám Marshal Krylov. Các quan chức quốc phòng Nga đã đến để kiểm tra các hệ thống vũ khí hoạt động như thế nào trong điều kiện ở Bắc Cực. Được biết, nhà máy đóng tàu Semas của Nga đã hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Novosibirsky, chiếc đầu tiên được sản xuất hàng loạt theo dự án 885M Yasen M vào năm 2019. Yasen M là lớp tàu hạt nhân đa nhiệm thế hệ mới nhất, được đánh giá là một trong những chiến hạm có năng lực tấn công mạnh nhất của quân đội Nga. Chiếc tàu này dài 120 mét, lượng giãn nước là 13.800 tấn và có khả năng hoạt động ở độ sâu 520 mét tàu di chuyển dưới nước ở tốc độ là 31 hải lý trên giờ với thủy thủ đoàn 64 người. Về vũ khí, mỗi chiếc tàu lớp Yasen M được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng với 32 tên lửa chống hạm P800 Onyx hoặc 40 tên lửa hành trình 3M54 Kalip cùng ống phóng ngư lôi 533 ly. Số vũ khí trên cho phép tàu ngầm lớp Yasen M một mình đương đầu với cả biên đội tàu chiến đối phương. Ngoài ra, chúng vẫn có thể trang bị tên lửa hạt nhân RK-55 Granat có tầm bắn lên đến, có tầm bắn trên 2.500 km. Mỗi tên lửa này mang đầu đạn có đường lượng nổ lên tới 200 kiloton. Bên cạnh đó, dù chưa được công khai, song tàu ngầm Yashen M được cho là có thể mang tên lửa siêu vượt âm diệt hạm Zikon mà Nga đang phát triển, có thể được khai hỏa từ ống phóng Onyx hoặc Kalib tàu cũng có khả năng triển khai ngư lôi, không người lái, mang đầu đạn hạt nhân, bôi xe đông, đủ sức xóa sổ mọi căn cứ gần bờ. Rõ ràng, đây là một kho vũ khí di động trên đại dương của Nga đủ để hủy diệt bất cứ thành phố nào trong tầm tác chiến của nó. Tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo hạt nhân được coi là cú đấm thép trên đại dương của các cường quốc Tuy nhiên hiện nay chúng chỉ mang tính chất dân đe là chính. Việc sử dụng đến những vũ khí này trong chiến tranh hiện đại thường rất hiếm. Trên thực tế, các cuộc chiến tranh gần đây đều là các cuộc xung đột nhỏ lẻ và là các cuộc chiến tranh quy ước sử dụng vũ khí thông thường, nơi lên ngôi của các tên lửa hành trình tấn công. Mỹ là nước đi đầu trong việc trang bị tên lửa hành trình cho tàu ngầm tấn công hạt nhân. Ngay sau khi Liên Xô tàn giã, nhận thấy rằng không nhất thiết phải duy trì một lượng lớn tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Ohio Mỹ đã cải tiến để một số tàu này chuyển sang trang bị tên lửa hành trình Tomahawk. Âu phóng tên lửa hạt nhân đã được Mỹ chỉnh sửa lại để mang theo 7 tên lửa hành trình Tomahawk. Nhận thấy hiệu quả của phương pháp tác chiến này, Nga cũng liền cho ra đời các tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen-M trang bị các tên lửa hành trình Calib. Theo giới chuyên gia quân sự nhận định, Tàu ngầm lớp Yasen M của Nga là một trong những dòng tàu ngầm tấn công hàng đầu thế giới và là đối thủ xứng tầm của tàu ngầm lớp Ohio mang tên lửa Tomahawk của Mỹ.